5 công thức giảm cân bằng cần tây, đánh tan mỡ bụng, giảm béo. Cần tây là một loại thực phẩm, thường được sử dụng như một loại gia vị, giúp làm các món ăn thêm thơm ngon. Trong cần tây, chứa nhiều protein, khoáng chất, lipid và vitamin tốt cho sức khỏe, giúp làm sáng da, chống lão hóa. Không những thế, đây còn là một loại thực phẩm hỗ trợ quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng hơn. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về cách giảm cân bằng nước ép cần tây tươi. Nước ép cần tây tươi cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin C, canxi, sắt dồi dào. Thêm vào đó, trong cần tây ép còn chứa chất ngăn ngừa oxy hóa, giúp làm sạch đường ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, đào thải mỡ tốt hơn. 2. Công thức dưa leo và cần tây giảm béo. Để đa dạng món cần tây giảm cân, chúng ta có thể thử kết hợp cần tây và dưa leo. Cách thực hiện nước uống giàu dinh dưỡng, chất xơ, khoáng chất này vô cùng đơn giản. Chúng ta chỉ cần 150g cần tây, một quả dưa leo và một thìa mật ong. Cần tây và dưa leo chúng ta rửa sạch rồi cắt khúc thành 2-3cm, cho nguyên liệu vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, lọc bỏ bã qua rây lấy nước cốt, cho mật ong vào sinh tố cần tây dưa leo khuấy đều và thưởng thức. Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên uống nước ép này trước bữa ăn. 3. Nước chanh và cần tây giảm cân. Thêm một món nước ép giúp cho da tăng collagen, sáng mịn theo thời gian mà còn làm giảm mỡ bụng hiệu quả. Đó chính là cần tây kết hợp với chanh. Cần tây giảm mỡ bụng với hàm lượng protein cao, giúp cơ thể hạn chế hấp thụ cholesterol, chất béo. Chanh giàu vitamin C, acid citric giúp phân hủy chất béo trong cơ thể. Đặc biệt là sau khi luyện tập thể thao, uống một cốc nước cần tây ép chanh sẽ mang lại hiệu quả giảm mỡ bụng rõ rệt. Chính vì vậy, bạn có thể sắm tại nhà một chiếc máy chạy bộ điện Elliptic hoặc một chiếc xe đạp tập thể dục để thuận tiện cho việc luyện tập đốt cháy mỡ bụng hàng ngày. Ngay sau đó là một ly nước ép cần tây chanh sẽ giúp cho bạn bù nước, bổ sung chất khoáng cũng như là hỗ trợ đốt cháy mỡ. 4. Diệt mỡ thừa hiệu quả với cần tây và cà rốt. Nước ép cần tây kết hợp cùng cà rốt làm cơ thể kích thích tiết mật, tăng trao đổi chất, hỗ trợ giảm béo nhanh chóng. Trong cà rốt chứa nhiều vitamin B1, B2, B6 giúp chuyển hóa chất béo, protein tốt hơn. Tiêu thụ một ly cần tây, cà rốt tươi sẽ làm cho bạn có cảm giác no lâu hơn. Cuối cùng là sinh tố cần tây giảm cân và dứa. Nếu bạn đang buồn phiền vì gương mặt chưa được gọn của mình thì đừng lo lắng. Nước ép cần tây giảm cân kết hợp cùng với dứa sẽ giúp bạn có một gương mặt về lại như mong muốn. Sinh tố cần tây dứa được làm như sau: 150g cần tây rửa sạch, cắt khúc từ 2-3cm, 1/3 quả dứa bỏ vỏ, bỏ mắt, thái nhỏ, cho dứa và cần tây vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, lọc bỏ bã, sau đó thưởng thức. Đây là một món nước cực kỳ thơm ngon và còn giảm cân hiệu quả nữa đấy. Vừa rồi là tổng hợp các món nước ép cần tây giảm cân, giảm mỡ bụng hiệu quả dễ dàng thực hiện tại nhà. Cần tây là một loại nước ép có mùi vị khá khó uống, nhưng mang lại kết quả nhanh chóng. Tập đoàn thể thao Elite Sport luôn đồng hành cùng bạn trên chặng đường đạt được vóc dáng mơ ước của bản thân, nâng cao sức khỏe. Và càng tuyệt vời hơn khi bạn vừa có chế độ ăn hợp lý, vừa luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để giảm cân, thì sẽ đơn giản hơn bao giờ hết.